Xin chào tất cả các bạn. Ngành triết học được định nghĩa như là một môn học về những vấn đề khái quát và nền tảng liên kết với thực tế. Triết học là ngành học nhằm trả lời những câu hỏi về mục đích cuộc sống, đạo đức và lương tâm của con người. Triết học có một gốc là philosophia trong tiếng Hy Lạp. Nó đề cập tới tình yêu dành cho kiến thức hay là trí tuệ. Đã bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi là mình là ai? Mình sẽ trở thành người như thế nào? Và ý nghĩa cuộc sống nằm ở đâu? Bản chất thế giới này là gì? Và học để làm gì hay chưa? Khi mà bạn đang suy tư về bản chất của chính mình, ấy là khi bạn đang tư duy về triết học rồi đấy. Vâng, triết học khi mà bạn chủ động lựa chọn sẽ là bạn đồng hành giúp cho các bạn tự trả lời những câu hỏi quan trọng nhất trong suốt hành trình sống của chính mình. Và nếu mà bạn ưa thích khám phá ra những gì mà bản chất nhất, những quy luật chung nhất và sâu sắc nhất của con người, của xã hội và thế giới, thì ngành triết học sẽ là sự lựa chọn tốt cho các bạn đó. Ngày nay, một chứng chỉ triết học không phải là để chuẩn bị cho bất kỳ ngành học nào, mà nó sẽ giúp cho mọi sinh viên phát triển khả năng xử lý và thử thách thông tin, suy nghĩ sáng tạo và xây dựng quan điểm một cách chính xác nhất đó các bạn. Và để học tập chuyên ngành đó ở đâu, điều kiện học như thế nào, thì đến với chương trình Tìm hiểu du học Mỹ ngày hôm nay, Tân Đại Dương xin giới thiệu đến tất cả các bạn một ngôi trường để mà các bạn có thể yên tâm theo đuổi ngành triết học của mình. Đó chính là trường Đại học Central Florida. Thì trường được thành lập vào năm 1963, là trường công lập và là đại học lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ về số lượng sinh viên đăng ký học. Trường nằm cách trung tâm thành phố Orlando, bang Florida là khoảng 24 km, nằm ven bờ biển Đại Tây Dương. Orlando là một thành phố yên bình, xinh đẹp với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, với gần 5.000 nhà hàng, 12 trung tâm mua sắm tầm cỡ quốc tế. Thời tiết nơi đây thì quanh năm mát mẻ với nhiệt độ trung bình là 22 độ C. Orlando được xem là một trong những thành phố lý tưởng nhất để sinh sống, học tập và làm việc ở Mỹ đó các bạn. Thì trường với hơn 200 ngành học khác nhau, và tất nhiên là triết học cũng là một chuyên ngành được Central Florida đào tạo một cách rất bài bản và chất lượng. Nên cũng chính vì điều này mà Central Florida được đánh giá là một đại học uy tín và bậc nhất, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và nhân văn cho cộng đồng xã hội. Thêm vào đó thì trường University of Central Florida còn được rất nhiều tập đoàn, công ty lớn tài trợ và mời hợp tác sâu rộng trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Đại học Central Florida luôn rất tự hào là đối tác chính của nhiều tập đoàn công ty lớn tại Orlando như là Coca-Cola, NASA, Siemens, Microsoft hay là Disney, vân vân. Chính vì điều này sẽ giúp cho các bạn sinh viên của trường có cơ hội tham gia chương trình thực tập có trả lương và được ở lại Hoa Kỳ làm việc chính thức ngay sau khi tốt nghiệp tại các tập đoàn công ty lớn với thời gian rất linh hoạt và thuận tiện. Ngoài ra thì đến với trường Đại học Central Florida, bạn sẽ biết được rằng trường liên tục nằm trong top các bảng xếp hạng lớn về giáo dục như là top 4% các trường hàng đầu tại Hoa Kỳ, xếp hạng 173 trên tổng số 4.500 trường đại học cao đẳng ở Mỹ, xếp hạng 97 trong số các đại học công lập ở Mỹ, xếp hạng 58 chuyên ngành máy tính, xếp hạng 100 các chuyên ngành kỹ sư và xếp hạng 133 chuyên ngành về kinh tế. Còn về các chi phí khi mà du học tại trường thì bao gồm các khoản như là học phí với 22.500 đô la một năm, ký túc xá là 9.257 đô la trên một năm, tiền ăn thì là vào khoảng là 3.600 đô la và bảo hiểm là bao gồm là 1.500 đô la trên một năm. Tổng cộng các mức chi phí đó là 36.857 đô la trên một năm đó các bạn. Về điều kiện đầu vào thì trường yêu cầu là tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình cuối năm 3 lớp là lớp 10, lớp 11, lớp 12 là phải từ 6.3 trở lên. Tiếng Anh thì yêu cầu IELTS 5.5 hoặc là TOEFL IBT 60. Còn về thời gian nhập học của trường đó chính là vào tháng 1, tháng 5, tháng 8 hàng năm và kỳ nhập học của khoa tiếng Anh và khoa chính là giống nhau đó các bạn. Cuối cùng là về hồ sơ du học Mỹ mà bạn cần chuẩn bị. Đầu tiên là về hồ sơ học sinh thì các bạn nên chuẩn bị là passport, giấy chứng minh nhân dân, khai sinh, hộ khẩu, học bạ cấp 2, cấp 3, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng cao đẳng và bằng đại học, bằng cấp Anh ngữ, giấy khen, các loại bằng khác đã đạt được nếu mà bạn có. Và hình là 5x5 nha các bạn. Hồ sơ tài chính thì các bạn nên chuẩn bị là sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi, giấy chủ quyền nhà cửa, đất đai, giấy tờ liên quan đến công việc người bảo trợ. Vâng, thì đó là những thông tin nổi bật về du học Mỹ, cụ thể là trường Central Florida mà công ty Tân Đại Dương muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Nếu mà còn bất kỳ những thắc mắc nào cần được giải đáp thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới công ty
qua địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại để các bạn có thể được tư vấn trực tiếp đó chính là 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào mừng tất cả các bạn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Ái Phi. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết được cái quá trình làm hồ sơ của Phi thì như thế nào, cũng như là lý do vì sao Ái Phi lại chọn Mỹ làm điểm đến du học của mình nhé. Chị xin chào Ái Phi. Dạ, em chào chị ạ. Ái Phi có thể giới thiệu về bản thân em cho các bạn biết được không? Dạ, em tên là Trần Thị Ái Phi, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại là em đang hộ làm y tế học đường tại một trường tiểu học. Và hôm nay thì em vừa mới được visa du học Mỹ sáng nay. Cho chị hỏi là cái cảm giác mà khi em nhận được visa thì em thấy như thế nào? Em cũng không biết nói sao, nó bồi hồi mà nó mừng, nó làm sao. Em đi ra quầy EMS để mà em đăng ký dịch vụ á. Em quên mất số điện thoại em là bao nhiêu luôn. Quên mất số điện thoại của mẹ là bao nhiêu luôn. Đứng một hồi trấn an rồi em mới bình tĩnh lại rồi mới điền được cái form. Dạ, chị không biết là trước cái ngày mình đi phỏng vấn đó, thì cái tâm lý em có hồi hộp lắm không? Dạ, ngày hôm qua thì cả ngày thì em bình thường không sao. Nhưng tới tối lại thì em không có ngủ được. Nói chung có thứ thao thức cả đêm rồi á. Do cái lịch phỏng vấn của em là 7:40 sáng sớm. Thì em nghĩ là chắc em là người đầu tiên. Nên cứ 3:00 sáng dậy, 4:00 sáng dậy, 5:00 sáng dậy, không có ngủ được. Vậy ha, dạ. Lúc mà em lên đi phỏng vấn thì em đi với ai ha? Dạ, em đi với em gái em. Đi với em gái của mình. Dạ. Rồi chị không biết là trước đó thì cái tâm lý em nó hồi hộp như vậy rồi em có làm cách nào để có thể trấn an lại được không? Dạ, em thì người có đào nên em suốt ngày chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện thôi. Dạ. Rồi, chị không biết là nếu vậy thì bây giờ thì đã có được visa rồi thì em có cái lời khuyên nào dành cho những cái bạn mà để chuẩn bị đi phỏng vấn không em ha? Dạ. Thì lời khuyên của em thì em thấy và phỏng vấn visa không có khó khăn như chúng ta nghĩ. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh và nói thật to cho người phỏng vấn chúng ta nghe thì em thấy ok. Vào em, ông không nhìn em luôn. Ông chỉ hỏi thôi rồi em nói. Và em nói thật to, ráng hết sức để nói thật to. Ok, xong. À, xong là mình đã nhận được luôn. Dạ. Ông không có xem hồ sơ, không có gì hết. À vậy hả? Dạ. Rồi nếu vậy chị không biết lý do vì sao em lại quyết định chọn Mỹ để làm cái điểm đến du học của mình ha? Dạ, tại vì làm ở trường học á thì cái chuyên môn của em nó không có được phát triển, với lại là cái sự thăng tiến của nghề nghiệp á nó không có, nên em quyết định sẽ đi học tiếp nursing để mà về có thể làm vào làm một bệnh viện lớn để có thể mình phục hồi cái tay nghề của mình hay là nâng cao kiến thức rồi thăng tiến bản thân. Rồi, dạ. Vậy cái trường nào em đã chọn được khi mà học tại Mỹ em ha? Dạ, em học trường Houghton. Dạ, Houghton Community College System thì có đến 22 campus. Trong đó có một campus chính là chuyên giảng dạy về y học. Và thứ hai là campus, nó là Houghton đó là nó là một trong hai cái hệ thống cao đẳng lớn nhất Texas. Và nó thu hút đến hơn 70.000 sinh viên theo học. Dạ, ban em theo học là ban Texas thì ở ban đó nó không khí nó cũng giống Việt Nam. Nó không có lệnh bằng bán khác. Em thì em không chịu lệnh được nên cuối cùng em chọn Houghton. Vậy là cái thời tiết ở đây nó sẽ thích hợp với lại cơ thể của mình hơn. Dạ. Rồi chị không biết thì cái lộ trình mà khi em qua bên Mỹ học nó như thế nào em? Dạ thì năm đầu tiên em sẽ học tiếng Anh tại trường. Và năm thứ hai em sẽ học vào chuyên ngành của em. Hai năm tiếp theo là học chuyên ngành. Và hai năm cuối cùng em sẽ chuyển tiếp lên trường đại học University of Houghton luôn. Rồi, còn cái dự định trong tương lai của mình thì như thế nào? Dạ, sau khi học 5 năm xong thì em sẽ quay về Việt Nam và em sẽ làm trong bệnh viện Nhi Đồng 2. Ở đó là có gì em đang làm ở đó. À vậy lúc đó mình đã có kiến thức cũng như là kinh nghiệm mình có thể vào đó tốt hơn đúng không? Dạ, trong quá trình mà em làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em thấy dịch vụ rất là chu đáo. Nói chung lo cho em hoàn toàn hồ sơ từ A tới Z luôn. Em không phải nghĩ gì, em chỉ cần là chị Thảo bảo em nộp cái gì thì em đem lên nộp. Còn lại mọi thứ là chị Thảo lo cho em hết. Nói chung em rất là yên tâm về dịch vụ. Dạ, em học với anh Khôi được chừng 2 buổi. Thì anh Khôi cũng giảng dạy rất tận tình, nhất là tìm hiểu cho em về trường, về ban, về ngành học của em. Ái Phi có thể chia sẻ cho các bạn biết về cái quá trình làm hồ sơ của em như thế nào được không? Dạ, em làm hồ sơ Dương thì cũng rất là nhanh, chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Trong vòng 1 tháng thì em có E20, sau đó em phỏng vấn luôn. Quá trình làm, nói chung em không nghĩ là nó nhanh như vậy. Em nghĩ cũng phải 2-3 tháng sau mới có. Dạ, quá bất ngờ. Thì chị Thảo, chị biểu em nộp là sổ học bạ cấp 3, sổ điểm của trung cấp của em, rồi bằng cấp,
rồi cái các giấy tờ chứng minh tài chính của ba mẹ, chỉ có thế thôi. Em cũng là được một người em giới thiệu vào tên là Dương, nên sau này nếu mà ai có ý định đi du học thì chắc chắn em sẽ giới thiệu đến tên Đại Dương. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là tình cảm mà Ivy đã dành cho tên Đại Dương. Dạ. Chị hy vọng là sau 5 năm em học ở bên Mỹ có thể trở về để thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.